Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ làm công tác phát thanh truyền hình ở cơ sở tác nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Những nỗ lực của đội ngũ này góp phần cập nhật cung cấp thông tin đến người dân. Bằng tình yêu nghề, những biên tập viên Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn để đưa đến khán thính giả những thông tin chân thực từ cơ sở. Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông huyện Sa Thầy hiện có 16 cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. Trong đó, chỉ có 2 người phụ trách sản xuất tin bài hàng ngày, kiêm kỹ thuật sản xuất chương trình. Tuy số lượng người ít, nhưng hàng tháng, đơn vị thực hiện gần 40 tin bài chuyên mục phát thanh và truyền hình, 3 chuyên mục tiếng Gia Rai và nhiều nội dung cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Kon Tum và đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. Các tin bài đã phản ánh một cách chân thực mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là những gương tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả nổi bật, phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Loa công cộng, rồi loa truyền thanh của xe của phóng viên đi tuyên truyền, rồi chính bản thân của người phóng viên nữa là đi cơ sở rất là có hiệu quả về làm kinh tế, rồi đồng áng, rồi tuyên truyền về cây công nghiệp và cây nông nghiệp. Đài truyền hình huyện cũng xuống tăng nghiệp với nhà trường, rồi quay cũng viết một số bài báo để biết được là nhà trường đã làm những cái giáo dục về vấn đề về pháp luật cho các em học sinh để các em thực hiện tốt. Không chỉ giáo dục cho học sinh mà giáo dục tất cả con em trên địa bàn huyện Sa Thầy này để biết được cái, hiểu biết được cái pháp luật. Mặc dù khối lượng công việc lớn, số lượng tin bài sản xuất nhiều, tuy nhiên hiện cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, phòng thu thanh của nhiều trung tâm hiện đang xuống cấp hoặc đầu tư chưa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình. Các biên tập viên phải sản xuất chương trình trong điều kiện thiếu thốn về ánh sáng, âm thanh, cố gắng khắc phục từng ngày để truyền tải thông tin đến người dân. Về cơ sở vật chất thì đối với trung tâm văn hóa thì còn thiếu rất là nhiều. Thứ nhất là về máy quay thì đang còn, tức là mua cũng lâu rồi ấy, nên vì thế là chất lượng hình ảnh nó cũng không thể nào mà đẹp được ấy. Thì hiện tại bây giờ thì bọn tôi vẫn phải thu ở những cái phòng mà ánh sáng thì không đủ. Rồi cái thứ hai nữa là phòng cách âm không có, đâm ra là khi mà thu thì vẫn còn rất là nhiều tiếng động, ví dụ như là tạp âm, ví dụ như những hôm mà trời mưa ấy thì cũng rất là khó khăn cho công tác lên hình. Với các cái thiết bị thì hiện tại bây giờ là cái thiết bị truyền hình thì mình không thực hiện nữa. Còn đối với các thiết bị truyền thanh thì cũng đã được cấp vào năm 2012, đến nay hơn 10 năm, hiện tại cũng đã cơ bản xuống cấp. Thì hiện tại bây giờ là cái chỗ cái khó khăn của mình là về trang thiết bị, thì cái hệ thống thu bá âm của mình thì đã đầu tư lâu xuống cấp, cho nên là về cái phần mà cái chất lượng về âm thanh hình ảnh mà gửi về cho đài tỉnh cũng như phát thanh trên cái cụm loa thì cũng có những cái hạn chế. Tỉnh Kon Tum có 102 xã phường thị trấn, trong đó có 13 xã biên giới. Với địa bàn các xã vùng sâu vùng xa thì nỗi vất vả của người đi cơ sở càng nhiều. Đặc biệt với những biên tập viên nữ thì càng vất vả hơn. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, họ vẫn đam mê và nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao. Thì đối với nữ khi mà làm cái công việc này thì cũng có rất nhiều là khó khăn. Vừa là mình phải đảm bảo cho cái công việc của mình, vừa phải đảm bảo về gia đình. Thì đối với chúng mình thì cái tuổi thì cũng còn trẻ, thì nói chung nhiệt huyết rồi đam mê đối với nghề thì cũng nhiều. Thì cho nên là những cái lúc mà mình đi cơ sở, mình phải đi xa rồi đến những cái vùng như là biên giới rồi này kia thì mình cảm thấy nó như là một cái trải nghiệm của mình. Mà thì mình từ đó mình biến những cái khó khăn của mình thành cái thuận lợi của mình. Là một phóng viên nữ ở đài huyện thì có rất nhiều khó khăn. Tôi là thường phải đi tác nghiệp của mình, phải vừa quay vừa viết và dựng, thậm chí là hiện tại thì kiêm luôn cả phát thanh viên. Bên cạnh đó thì tổ phóng viên thì có 2 người, máy móc thì hạn chế, nên là trong cái công tác mà để
lấy tin cộng tác thì cũng còn khó khăn. Nhưng anh em chúng tôi là luôn đoàn kết, cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không quản ngại khó khăn vất vả, hàng ngày, hàng giờ, đội ngũ cộng tác viên ở các trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông trên địa bàn tỉnh vẫn cần mẫn, nỗ lực đưa thông tin tuyên truyền đến với mọi người dân. Chính lòng yêu nghề đã giúp họ vượt qua tất cả.